Hôm nay Zen mới phát hiện ra một cách ăn dưa hấu vô cùng đặc biệt mà có lẽ trước giờ bạn chưa từng thử Mà Zen cũng chưa từng thử luôn nha Đây Lấy một cái ống hút uống trà sữa xong rồi mình sẽ xiên qua cái quả dưa hấu như thế này Đổ một ít nước chanh, nhúng bánh tráng với nước chanh Sau đó thì cuộn 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 lại và cuối cùng là rắc đường lên Ok, mình sẽ thử cái công thức này để xem là cái món này nó có mùi vị như thế nào nha Let's go Dưa hấu Nè, tiếp theo là bánh tráng, quả chanh, một cái ống hút hút trà sữa, một ít đường. Chạy ngay ra ngoài chợ sắm ngay một cái quả dưa hấu này về ăn là chín nhưng mà để làm theo cái video này là 10 đó mọi người. Cái ống hút trà sữa của mình to ghê không nè. Mà bật mí với mọi người luôn là để có cái ống hút này là tôi phải đi mua thêm một ly trà sữa xong rồi uống sạch sẽ luôn đó nha. Cái ống dưa hấu đầu tiên của mình nó đã bị gãy ra thành 3 khúc rồi mọi người ơi, cho nên lần này mình đang rất là cố gắng đây, lấy một cái cây đũa xong rồi mình đẩy ra nè. Cầu trời cầu đất cho cái thanh dưa hấu này nó được nguyên vẹn. Ten 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 siêu đẹp luôn rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một vài cái thanh dưa hấu nữa. Và kết quả của gen là gen được một cái dĩa dưa hấu như thế này đây. Có cái thanh thì bị gãy còn có cái thanh thì rất là đẹp mình sẽ lấy một cái dĩa xong rồi cho vào một ít nước lọc vắt một cái lát chanh vào nha mọi người có nhìn thấy gì không bánh tráng không nhúng nước u là trời có cần phải vậy không ta mấy lần mà mình không có cần nhúng nước á, thì mình tàn mua cái loại nhúng nước không hà còn riêng cái lần này tự nhiên đi mua chúng cái loại bánh tráng không cần nhúng nước là làm sao cho nên là gen nghĩ cái bánh tráng này nó sẽ mỏng hơn các loại bánh tráng thông thường cho nên là mình đã dùng tới hai lớp bánh tráng luôn á mọi người nhưng mà khi dùng hai lớp bánh tráng thì mình lại thấy nó quá là dày cho nên mình quyết định sẽ dùng một lớp thôi nha nhưng mà tính ra sử dụng một lớp bánh tráng là đã phù hợp lắm rồi chứ không có bị mỏng quá và đây chính là kết quả của gen sau khi mà mình đã cuộn những cái thanh dưa hấu với lại bánh tráng nhúng nước chanh làm tới bước này là rất là mệt luôn á mấy bà muốn xỉu luôn rồi mà mọi người xem gen kéo cái thanh bánh tráng nó núng na núng nín nhìn mắc cười ghê. Bây giờ thì mình sẽ rắc đường lên cái dưa hấu này nha cả nhà. Bánh tráng mà nhúng với nước chanh hơi chua cho nên chắc là rắc thêm đường để cho vị nó hài hòa hơn nè và đây chính là kết quả của gen que dưa hấu cuộn bánh tráng chanh rắc thêm đường. U là trời cái tên món ăn này nó siêu dài luôn á nha mà tôi không hiểu là làm sao người ta có thể nghĩ ra được món này luôn á. Cuối cùng cũng được ăn rồi mọi người ơi. U là trời làm ra cái dĩa này nó siêu mệt luôn á mọi người cầu kỳ từng bước từng bước bây giờ thì mình sẽ ăn thử để xem là mùi vị của nó ra sao nha rồi ta nói hoằng cả buổi chiều thì bây giờ cũng tới được cái khúc ăn để xem mùi vị của em nó ra sao chứ tôi là tôi quá tò mò luôn rồi á cầm lên thì thấy nó cứ nhúng nha nhúng nhảy như thế này nhìn rất là vui cắn vào một miếng làm cho gen khá là bất ngờ mọi người nó ngon mới mẻ nó ngon lạ kỳ dưa hấu nước ngọt thanh thanh thêm cái vị chua của nước chanh ở chỗ bánh tráng rồi thêm cái đường rắc lên cho nên là nó làm cho mình có cảm giác dai dai giòn giòn sực sực mà chua chua ngọt ngọt Tuy nhiên khi mà mình ăn đến cái cuốn thứ hai thì mình thấy không có còn ngon như cái cuốn đầu tiên nữa Bởi vì mình cảm nhận được cái vị mặn của bánh tráng cho nên là mình không thích cho lắm Nhớ nhấn follow để theo dõi nhiều món độc lạ hơn nữa nha